mà vừa hồi hộp không biết là nó như thế nào đúng không? Đó, tại nếu mà đối với những người khác thì có thể người ta mừng, nhưng mà mấy người mà có dính dáng gì đến chế độ quậy đó thì không biết sợ mấy ông này về có làm cái gì không hay là. Đi xin việc làm không có chỗ nào nhận hết đó. Đưa sơ yếu lịch đầu này kia vô là có coi như là dính dáng đến chế độ cũ là không có nhận. Đó. Là không biết mình bây giờ mình làm cái gì, bây giờ đâu có việc gì đâu mà làm. Đó. À, mấy nhà máy xí nghiệp thì nó đóng cửa.